Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6, trang 55, 58, sách cánh diều. Thực hành đọc hiểu. Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? Số 1 nhỏ, phần chuẩn bị. Xem lại một chuẩn bị ở bài vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Đọc trước văn bản tại sao nên có vật nuôi trong nhà liên hệ với bài. Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật và những cái hiểu biết của bản thân về động vật để đọc hiểu và tìm ra những cái thông tin liên quan tới bài viết này. Như vậy, ở đây chúng ta xem lại cái phần chuẩn bị, chúng ta xem lại một chuẩn bị ở bài vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này. Thì cái nội dung của nhan đề chính là nội dung của văn bản tại sao chúng ta nên có động vật nuôi trong nhà. Thì văn bản đi giải thích cái lý do vì sao mỗi nhà nên có vật nuôi. Người viết định nêu ra cái ý kiến lý giải tại sao chúng ta nên có vật nuôi trong nhà. Những cái lý lẽ bằng chứng đưa ra để lý giải vì sao chúng ta nên có vật nuôi trong nhà. Thì chúng ta sẽ phát triển ý thức, bồi dưỡng sự tự tin, vui chơi và luyện tập, giúp trẻ thoải mái, bình tĩnh, giảm stress, cải thiện kỹ năng tìm hiểu về hậu quả, học cách cam kết, tạo tính kỷ luật. Thì cái vấn đề bài viết nêu lên có liên quan mật thiết đến cuộc sống hiện nay và với sự phát triển của trẻ nhỏ cũng như là việc bảo vệ động vật. Rồi tiếp theo chúng ta đọc trước văn bản tại sao nên có vật nuôi trong nhà liên hệ với bài vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật và những cái hiểu biết của bản thân về động vật để đọc hiểu và tìm ra những cái thông tin liên quan tới bài viết này. Thì hai cái văn bản này đều đưa ra cái nội dung đó là xoay quanh động vật và dưới đây là những cái thông tin liên quan. Ngày nay nhiều động vật đang có nguy cơ bị đe dọa môi trường sống do cháy rừng, ô nhiễm môi trường. Nhiều động vật nằm trong danh sách báo động do bị săn bắt quá nhiều để lấy thịt và hoặc là lấy các bộ phận của chúng nhằm sản xuất vật dụng. Các vật nuôi thân thiện với con người cũng bị ngược đãi và đe dọa rất nhiều bởi con người. Tiếp theo là phần hai nhỏ đọc hiểu. Trong vài thập kỷ qua đã có rất nhiều cuộc tranh cãi xoay quanh vấn đề trẻ lớn lên cùng những con thú cưng của mình có tốt hay không? Nhiều ý kiến cho rằng trẻ nên có một con vật nuôi trong nhà. Dưới đây là những lý do đáng để bạn đồng ý cho trẻ nuôi một con vật trong nhà. Phát triển ý thức. Khi nuôi thú cưng, trẻ sẽ phát triển ý thức trách nhiệm và chăm sóc cho người khác. Các con vật nuôi luôn cần sự chăm sóc và quan tâm. Chúng phụ thuộc vào cho người cho ăn, chăm sóc và huấn luyện. Trẻ nuôi thú cưng sẽ thường xuyên học được cách cảm thông và lòng trắc ẩn. Học cách có trách nhiệm với người khác sẽ tạo cơ hội cho những đứa trẻ biết tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Tiếp theo là giảm stress. Cùng với cái việc mang lại sự bình yên cho những đứa trẻ, thì loài vật cũng tỏ ra thật tuyệt vời, có thể làm giảm stress. Cử chỉ âu yếm vuốt ve những chú chó có thể mang đến cảm giác an toàn cho lũ trẻ. Những con vật nuôi như những người biết cách lắng nghe và không bao giờ nói lại. Chúng cũng không bao giờ cố gắng đưa ra những cái lời khuyên khi người ta không muốn nghe. Chúng đơn giản ở đó như một sự yên tĩnh dành cho những người đang cảm thấy bối rối và căng thẳng. Thì loài mèo có thể giúp làm giảm căng thẳng và mệt mỏi cho con người. Khi chúng cọ vào người bạn, lớp lông mềm mượt cùng với tiếng gừ gừ sẽ mang đến cho bạn một cái cảm giác thật bình yên. Tiếp theo đó là cải thiện kỹ năng đọc. Có rất nhiều trẻ là thường cảm thấy thoải mái khi đọc to những cái câu chuyện cho thú cưng hơn là khi đọc cho người lớn nghe. Có lẽ là do các con vật nuôi không biết phán xét, chúng không sửa các loại đọc cho trẻ và tất nhiên không bắt trẻ phải đọc đi đọc lại. Khi đọc to các con vật nuôi nghe thì trẻ cũng sẽ được rèn luyện cái kỹ năng đọc một cách trôi chảy và sẽ rất tốt để trẻ có thể nghe được âm thanh của chính mình. Tiếp theo là bồi dưỡng sự tự tin. Thì cùng với cái sự phát triển tinh thần trách nhiệm thì việc nuôi một con vật nào đó sẽ giúp trẻ có sự tự tin. Khi trẻ thành công trong công việc chăm sóc một con thú cưng thì chúng sẽ cảm thấy bản thân mình tốt hơn. Do đó lòng tự trọng của trẻ cũng được vun đắp và trẻ cảm thấy rất tự hào về cái thành tích của chúng. Vui chơi và luyện tập.
Các con vật trong nhà, đặc biệt là các loài chó, cần sự luyện tập và chơi đùa. Các hoạt động mà trẻ tham gia cùng với thú cưng thường là sự vận động để thể chất thích hợp với trẻ, cả bé trai và bé gái. Nhìn chung, các gia đình thường dành nhiều thời gian ngoài trời hơn khi nuôi dưỡng những con thú cưng. Ánh sáng mặt trời và không khí trong lành rất tốt cho tất cả mọi người. Khám phá về sự cần thiết phải vận động của các con vật nuôi cũng sẽ giúp trẻ áp dụng được những cái hiểu biết về vận động để có sức khỏe cho bản thân. Bình tĩnh. Các con vật nuôi trong nhà có xu hướng mang lại một cảm giác bình tiên cho trẻ. Một số trẻ nhỏ thì thường có cảm giác thoải mái khi ở cạnh những con vật nuôi hơn là khi ở bên người. Cũng giống như người lớn, trẻ thường thích ở bên những con thú cưng khi chúng cảm thấy buồn, giận dữ hay là khó chịu. Thật kỳ diệu, những con vật nuôi sẽ mang đến sự yên bình trong mọi tình huống và luôn dành cho con người một tình yêu vô điều kiện. Tiếp theo là tìm hiểu về hậu quả. Chăm sóc vật nuôi sẽ giúp trẻ có một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về hậu quả. Khi các thú cưng không được chăm sóc tốt, kết quả sẽ thấy rõ ràng trong thực tế. Ví dụ, nếu cá không được cho ăn thì cá sẽ chết. Nếu chó không vận động, chó sẽ bị cùng chân. Khi chuồng của một con chuột lang không được tỏa rửa thì nó sẽ có mùi khó chịu. Học cách cam kết. Các con vật nuôi không phải là những thứ đồ vật mà trẻ có thể cất lên giá khi chúng cảm thấy mệt mỏi vì phải chăm sóc. Chúng cần được cho ăn, tắm rửa, luyện tập, vui chơi và cả yêu thương nữa. Nuôi một con thú cưng là một cam kết hoàn toàn không và không được coi là một công việc làm thêm. Điều này dạy trẻ học cách cam kết và tuân theo cam kết đó trong suốt quá trình. Kỷ luật. Nếu trẻ có một chú cún ở trong nhà, chúng sẽ phải học cách huấn luyện nó và dạy nó cách nghe lời. Những nghiên cứu khoa học cũng đã cho thấy nuôi chó thì sẽ giúp cho trẻ học và rèn luyện tính kỷ luật. Như vậy, việc nuôi một con vật trong nhà sẽ giúp trẻ học được nhiều kỹ năng sống cũng như cải thiện đời sống tinh thần. Ngoài ra thì trẻ có thể chia sẻ thời gian ấu, thơ ấu của mình với những người bạn tốt nhất của chúng. Theo Thùy Dương tổng hợp từ Tri thức trẻ báo Điện tử Tổ quốc. Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi ở giữa bài. 1. Chú ý các chữ in đậm ở đầu bài trong mỗi động văn trong văn bản. Thì các từ in đậm này chính là những cái lý do tác giả nêu ra nói về cái lợi ích của việc nuôi động vật, đó là phát triển ý thức, bồi dưỡng sự tự tin, vui chơi và luyện tập, giúp trẻ thoải mái, bình tĩnh, giảm stress, cải thiện kỹ năng đọc, tìm hiểu về hậu quả, học cách cam kết, tạo tính kỷ luật. Tiếp theo, quan sát nhanh toàn bài để có bao nhiêu đoạn, mấy lý do. Thì văn bản có 11 đoạn và 9 lý do, đó là phát triển ý thức, bồi dưỡng sự tự tin, vui chơi và luyện tập giúp trẻ thoải mái, bình tĩnh, giảm stress, cải thiện kỹ năng đọc, tìm hiểu về hậu quả, học cách cam kết và tạo tính kỷ luật. Rồi tiếp theo, chú ý nội dung triển khai từng đoạn có làm sáng tỏ cho các chữ in đậm ở đầu đoạn không? Thì ở trong mỗi đoạn văn, tác giả đều đưa ra những cái lý lẽ và bằng chứng rất là thuyết phục. Rồi tiếp theo, chỉ ra lý lẽ và bằng chứng trong đoạn giảm stress. Thì lý lẽ và bằng chứng trong cái đoạn giảm stress đó là loài vật cũng tỏ ra thật tuyệt vời khi có thể làm giảm stress. Cử chỉ âu yếm vuốt ve những chú chó có thể mang đến cảm giác an toàn cho lũ trẻ. Loài vật biết cách lắng nghe và không bao giờ nói lại. Loài mèo có thể giúp làm giảm căng thẳng và mệt mỏi cho người. Khi chúng cọ vào người bạn, lớp lông mềm mượt cùng với tiếng gừ gừ sẽ mang đến cho bạn một cảm giác thật bình yên. Tiếp theo số 5. Hậu quả nghĩa là gì? Hậu quả nghĩa là kết quả không tốt của một việc nào đó. 6. Đoạn kết nêu lên cái ý kiến đồng tình hay là phản đối. Thì ở đoạn kết nêu lên cái ý kiến đồng tình của tác giả về việc về những cái điều tuyệt vời khi có vật nuôi trong nhà. Rồi tiếp theo là những câu hỏi cuối bài. 1. Cách trình bày văn bản có gì đáng chú ý?
Thì ở đây cách trình bày của văn bản khá đặc biệt. Văn bản được chia thành nhiều đoạn rõ ràng, mỗi đoạn đề cập đến một luận điểm. Lý lẽ chứng minh được để ngay đầu câu của đoạn và được in đậm rõ ràng để người đọc dễ thấy. Kết cấu này giúp người đọc dễ hình dung và nắm bắt được cái nội dung văn bản. Tiếp theo số 2, dựa vào cách trình bày văn bản để nêu cái khái quát các lợi ích của vật nuôi theo bảng sau. Lợi ích của vật nuôi, giảm stress. Như vậy, lợi ích của vật nuôi đó là giảm stress, phát triển ý thức, bồi dưỡng sự tự tin, vui chơi và luyện tập, bình tĩnh, cải thiện kỹ năng đọc, tìm hiểu về hậu quả, học cam kết và kỷ luật. Tiếp theo số 3, qua văn bản, em thấy tác giả đồng tình hay phản đối việc nuôi vật, động vật ở trong nhà. Em nhận ra điều ấy dựa vào những cái bằng chứng nào trong văn bản? Thì qua cái văn bản em thấy tác giả hoàn toàn đồng tình việc nuôi động vật trong nhà. Em nhận ra điều ấy dựa vào câu. Như vậy, việc nuôi một con vật trong nhà sẽ giúp trẻ học được nhiều kỹ năng sống cũng như cải thiện đời sống tinh thần. Tiếp theo câu số 4, các lý lẽ và bằng chứng đã nêu lên trong văn bản có phù hợp với mục đích của tác giả không? Vì sao? Thì các lý lẽ và bằng chứng đã nêu lên trong văn bản rất phù hợp với mục đích của tác giả. Vì tác giả đã đưa những cái lý lẽ và bằng chứng vô cùng xác thực, có tác dụng chứng minh cho từng luận điểm và chứng minh cho kết luận của tác giả nên nuôi động vật trong nhà. Tiếp theo câu 5, nội dung hai văn bản tại sao nên có vật nuôi trong nhà và vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật, có điểm gì giống nhau, điểm giống nhau ấy có ý nghĩa như thế nào đối với em? Thì điểm giống nhau của hai văn bản chính là nội dung của hai văn bản đều hướng về đối xử bảo vệ động vật. Điểm giống nhau ấy chính là bài học bổ ích cho em, giúp em hiểu được cách đối xử với động vật tốt hơn và khiến em cảm thấy yêu chúng nhiều hơn nữa. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn 6 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.